Hello anh em, nó quay trở lại với Career Tech. Thì bây giờ anh em nhìn Pew! Đấy, anh em nhìn đây là anh em sẽ biết là hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả video gì rồi đúng không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với cả video build PC nha anh em. Cũng khá khá rồi, chúng ta chưa lên build PC. Thành ra hôm nay là mình sẽ lên một số mà kiểu rất là đặc biệt đấy anh em. Bởi vì là bây giờ ấy thì anh em sinh học sinh các thứ là thi mới thi đại học xong hết rồi đúng không? Thì bây giờ đấy, chúng ta sẽ cùng build một bộ PC chuyên game cho anh em sinh viên đấy. Chúng ta sẽ build một cấu hình làm sao mà mức giá nó phải vừa phải này, nó vừa có thể làm được nhiều thứ này, vừa edit được video này, vừa làm được đồ họa này, rồi vừa chơi game được. Ok, và chúng ta sẽ cùng lên cấu hình sau intro nhá. 5 giây dành cho quảng cáo thì chắc là anh em cũng biết hết rồi đúng không? Gần như tất cả những cái linh kiện PC rồi laptop rồi gaming gear đây này. Đó thì mình hầu như là mình đều mượn từ bên là Nguyễn Công PC. Thế nên là có gì ấy, link của Nguyễn Công PC mình sẽ để dưới phần mô tả video và anh em nhớ click vào đấy để ủng hộ mình nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Thực ra là đối với nhu cầu của anh em sinh viên á, thì anh em sẽ bị một cái đấy chính là anh em sẽ chưa biết được chắc chắn. Đấy chính là sắp tới mình sẽ học những cái gì, sắp tới mình sẽ làm những cái gì. Thành ra đối với những bạn sinh viên á, các bạn sẽ luôn ưu tiên đấy chính là lên cấu hình làm sao để chơi game mượt nhất có thể trước. Ừ, thường sẽ là như thế. Đối với anh em kiểu sinh viên kiến trúc á, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nên focus nhiều vào CPU hơn. Đối với anh em nào học về nhóm đồ họa mà kiểu làm về 3D Actress á, thì cũng focus vào CPU nhiều hơn một tí so với ở GPU. Rồi anh em mà kiểu làm về video, edit video các thứ á, thì anh em sẽ focus vào card đồ họa một tí nữa. Rồi anh em mà chơi game nhiều, anh em sẽ focus card đồ họa nhiều hơn. Thì ok, mình sẽ lên một cấu hình cân bằng. Bởi vì mình biết là có nhiều anh em theo học kiến trúc, nhưng mà công việc anh em làm freelancer lại đấy chính là edit video. Hay là có một số anh em theo học video lại làm freelancer về edit hình ảnh 3D các thứ á. Thì nói chung là nhu cầu anh em sinh viên kiểu hầm ba lằng lắm. Thế nên là chúng ta sẽ cùng tối ưu làm sao mà CPU cũng phải ok, VGA cũng phải ok, và tốt nhất đấy chính là phải chơi game được. Đấy. Ok, thì mình sẽ muốn focus nó trong tầm giá ở đây đấy chính là vào khoảng từ 20 cho đến 25 triệu và cố gắng càng tiết kiệm càng tốt. Thì đối với nhu cầu của bạn sinh viên á thì các bạn sẽ cần một hiệu năng CPU đủ tốt, thì chắc là mình sẽ chọn một con 12600K trước đúng không? Mình sẽ chọn một con 12600K trước rồi tiếp đó chúng ta sẽ chọn những cái linh kiện khác và sau đó chúng ta sẽ tối ưu dần giá đúng không? À đúng rồi, ở giữa đấy chính là em Intel Core 5 12600 và 12600KF. Thì anh em nên nhớ cho mình nhá, đấy chính là con 12600 nó yếu hơn rất là nhiều so với cả những con như là 12600K hay là 12600KF. Bởi vì 12600 thường á nó là 6 nhân và 12 luồng, còn 12600K và 12600KF thì nó sẽ là 10 nhân và 16 luồng. Nó hơn ở đây đấy chính là nó hơn 4 cái E-core anh em, thành ra là hiệu năng đa nhân của nó sẽ tốt hơn khá là nhiều ấy. Ở đây mình sẽ chọn trước đấy chính là 12600KF trước nhá. Đấy. Rồi về bom mạch chủ, chúng ta sẽ chọn một cái bom mạch chủ kiểu nó tối ưu được về hiệu năng chiến thắng thành trước cho anh em. Mà tối ưu hiệu năng chiến thành thì chúng ta sẽ chọn đấy là B660. Con ProRes của ASRock là tối ưu hiệu năng chiến thắng nhất rồi. Bởi vì sao? Bởi vì con này nó vừa phải để cân em 12600K. Nếu mà anh em lên 12700K là cũng sẽ hơi có vấn đề một tí, nhưng mà 12600K là ok. Đấy, đối với anh em sinh viên là sau này anh em nâng cấp anh em đổi main luôn nhé. Đó, về RAM á, RAM chúng ta sẽ ưu tiên về mặt dung lượng trước đi. Mình sẽ không chọn những con đấy chính là RGB các thứ. Bởi vì BOM mạch chủ chúng ta đã có là 4 khe RAM rồi. Đây, các bạn nhìn ở đây là các bạn sẽ thấy đấy chính là BOM mạch chủ chúng ta sẽ có đây 4 khe RAM. Thành ra là bây giờ chúng ta chọn 2 thanh 8 nó cũng là ok thôi. Bởi vì 2 thanh 8 nó sẽ tối ưu được về mặt hiệu năng và chúng ta vẫn còn 2 khe trống nữa để chúng ta có thể nâng cấp sau này. Đấy. Chọn RAM không RGB để nó tối ưu chi phí một tí. RAM Dual Channel Bus 3200, dung lượng là 16 GB, 1,7 triệu cho hai thanh. Ok, về SSD á thì mình nghĩ là bởi vì là các bạn sẽ học hành rồi là kiểu làm việc các thứ rất là nhiều á, thì anh em không nên tiết kiệm mà chọn một con SSD 250 GB. Anh em sẽ cần một cái SSD dung lượng 500 GB thì anh em sẽ lưu trữ nó thoải mái hơn, làm việc nó thoải mái hơn. Sau này anh em kiểu làm việc ao suộc rồi là anh em edit video kỷ yếu rồi là làm mấy cái video cưới cái thứ á. Đấy, anh em làm thêm á, thì một cái SSD 500 GB đương nhiên là nó sẽ support cho anh em tốt hơn chứ đúng không? Đó, HDD thì nó sẽ tùy tùy vào nhu cầu lưu trữ của mỗi người mà anh em sẽ tự chọn nhá. Về VGA, đương nhiên là mình sẽ muốn chọn một con RTX 3060. Bởi vì sao? Bởi vì RTX 3060 là một con card đồ họa nó rất là hợp lý cho anh em sinh viên, bởi vì nó vừa có một cái GPU đủ mạnh để anh em chơi game. Ừ, đó. Rồi nó có một cái GPU đủ mạnh để anh em kiểu edit video các thứ, và nó có 12 GB RAM rất thoải mái để anh em tha hồ vọc vạch. Đó, cái 12 GB RAM cái rất quan trọng ở trên con RTX 2060.
Đấy, bây giờ chúng ta đang lên đến khoảng là 21.880. Về đối với anh em sinh viên thì anh em cũng không nên mà chọn những cái bản card đồ họa nó quá là cao cấp làm gì, như kiểu Roger Strix rồi là MSI, Gaming Trio các thứ. Những con đấy đồng ý là nó rất là đẹp, nó rất là mát, nhưng mà về cơ bản hiệu năng nó sẽ không khác gì nhiều so với cả những con này đâu. Mà sinh viên thì tiết kiệm chi phí đi. Đó. Ok. Thì với em card đồ họa RTX 3060 này, nếu mà anh em build PC thì nó sẽ còn giá đâu đó vào khoảng tầm 7 triệu rưỡi, là nó sẽ rẻ hơn giá lẻ là khoảng 800.000. Thì ok, cái này trừ 800 là chúng ta sẽ còn đâu đó vào khoảng đây là 21 triệu này. Ok, nguồn chắc là khoảng 660 thôi, 660 là hợp lý, 650 thôi, 650 là hợp lý rồi. Thực ra nếu mà anh em build theo hướng đấy chính là nâng cấp lâu dài á, thì anh em nên chọn đấy chính là nguồn 750, để sau này anh em nâng cấp CPU, nâng cấp card đồ họa thì nó sẽ gọi là em không cần phải nâng cấp nguồn. Nhưng mà ở đây mình đang muốn tối ưu hiệu năng một tí thì mình sẽ chọn đấy chính là nguồn 650, vỏ cây, cây M, main MATIC thì cây MATIC thôi, tiết kiệm chi phí. Đấy, anh em sinh viên tiết kiệm đi, tiết kiệm là quốc sách. Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái cây MATX giá khoảng tầm 700-800 nghìn gì đấy một cái. Rồi tản nhiệt 12.6K là anh em sẽ phải chọn tản nhiệt cho nó nhá, chứ nó mà chọn mấy con tản cùi cùi là cũng nóng phết đấy. Đó. Nhưng mà anh em sẽ không cần quá là nhưng mà anh em sẽ không cần quá gọi là nguy hiểm về việc phải chọn những cái tản về thật xịn sò các thứ. Anh em chỉ cần chọn những cái tản nhiệt nó ở mức là vừa đủ mạnh, giá đâu đó vào khoảng tầm 700-800 nghìn là nó đã rất là ok rồi, chứ không cần phải quá là serious về cái vấn đề đấy quá đâu. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta có một con ID Cooling là có RGB này, là giá là 750 nghìn này. Rồi ở bên dưới này chúng ta sẽ có một con đấy chính là ID Cooling nhưng mà bản kiểu sôi thịt hơn, là giá của nó là 790 nghìn. Mình thì mình không thích RGB lắm, thế nên là mình sẽ chọn một cái bản nhìn nó kiểu sôi thịt một tí, đen xì. Đấy, nhưng mà hiệu hiệu năng của nó rất là cao. Con tản ID Cooling SE226 này mình đã từng test ở trên con 12.6K rồi, và nhiệt độ của nó sẽ chỉ xoay xoay tầm đâu đó vào khoảng là 70 mấy độ thôi. Rất là mát, rất ok luôn. Bây giờ tầm giá chúng ta đang lên ở đây đấy chính là vào khoảng là 24 triệu 850 nghìn, trừ đi cái giá build PC của con RTX 3060 nữa thì nó sẽ còn vào khoảng là 24 triệu, hợp lý. 24 triệu chúng ta sẽ có một cái cấu hình rất là mạnh ở đây, đấy chính là 12.6K F cộng với cả RTX 3060 cộng với cả 16 GB RAM cộng với cả 512 GB SSD, thì cái hiệu quả mà sau khi anh em đi học đại học anh em sử dụng là nó cực kỳ tốt, chơi game cũng tốt, làm video cũng ok, bởi vì 12.6K cộng với cả RTX 3060 mà anh em edit video kiểu H264, H265 rồi là cái định dạng của nó ở à không, cái profile của nó là 420 á, thì anh em vẫn hoàn toàn có thể edit được ok. Thực ra là 12.6K thường á thì nó sẽ edit video tốt hơn, nhưng mà tiết kiệm một tí cũng được. Cái thì nếu mà anh em kiểu edit video nhiều, anh em có thể cân nhắc việc lên đấy chính là 12.6K. Đó, với một cấu hình như này anh em sẽ làm 3D cũng được, bởi vì con 12.6K render 3D vẫn rất là nhanh nhá, bởi vì nó là 10 nhân và 16 luồng. Thành ra là cái hiệu quả render của nó vẫn rất là tốt chứ không phải là cùi đâu. Khả năng dựng 3D rất mượt và chắc chắn là sẽ tốt hơn đấy đám đùa Xeon. Đấy, có thể là render nó có thể sẽ kém hơn là đám đùa Xeon, nhưng mà cái hiệu quả dựng video dựng hình 3D á, thì nó sẽ tốt hơn là đám đùa Xeon. Nói chung là với một cấu hình như này á, thì sau này nếu mà anh em kiểu nhu cầu học tập và làm việc có căng hơn á, thì anh em hãy suy nghĩ đến việc đầu tiên đấy chính là nâng cấp lên 32 GB RAM, bởi vì nâng lên 32 GB RAM anh em chỉ kịp việc mua RAM về và cắm vào thôi, rất là đơn giản. Sau đó anh em lưu trữ nhiều hơn thì mua thêm cả HDD, rồi là nhu cầu nhiều hơn nữa thì mới suy nghĩ đến việc là nên nâng cấp card đồ họa hay là CPU đó. Rồi đây sẽ là một cấu hình về Intel trong tầm giá vào khoảng là 24 triệu. Nhưng nếu mà anh em lại không thích Intel mà anh em lại thích AMD thì sao? Nếu mà so sánh sức mạnh của con 12.6K F thì nó sẽ so sánh với cả con Ryzen 7 5800X. Thực ra nó là i5 nhưng nó lại so với cả Ryzen 7, bởi vì thực ra là con Ryzen 7 5800X nó cũng được ra mắt được khá khá rồi. Thành ra là Intel thì thế lại lại là thế mới nhất thì ok. Chúng ta sẽ chọn một con là 5800X này, bởi vì mình đang muốn hiệu năng tương đương mà, để xem là giá thành của nó có tương đương nhau hay là không. Ok, à đúng rồi, con 5800X này hình như là đang có chương trình giảm giá, hình như là đang có chương trình giảm giá. Thì anh em nhìn ở đây này, anh em sẽ thấy đấy chính là nếu mà anh em mua con CPU là 5800X thì anh em sẽ được tặng một trong những cái đồ như thế này, hoặc là anh em sẽ được giảm 2 triệu 6 tiền mặt. Ok, mình sẽ lấy cái mốc này chứ là giảm 2 triệu 6 tiền mặt để mình build PC xem là giá một bộ PC với cả 5800X thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà tối ưu tầm giá thì chúng ta sẽ chọn là B550 thôi. Đấy, để tối ưu cái hiệu năng chế giá thành cho anh em. B550 là đã cân khá là tốt với cả em 5800X rồi, bởi vì về cơ bản là em 5800X nó không ăn quá là nhiều điện của anh em đâu, và thậm chí nó còn ăn ít điện hơn cả con 12.6K cơ. Đó, nó ảo như thế cơ anh em.
Ok, RAM thì chúng ta vẫn sẽ sự lựa chọn như lúc nãy thôi. Chúng ta sẽ chọn RAM, đấy chính là RAM 8GB, hai thanh 8GB bus khoảng 3200, 3600 gì đấy, và nó sẽ không có RGB để chúng ta sẽ tối ưu được cái hiệu năng chia thành cho anh em. SSD vẫn sẽ là con NV1 thôi. NV1 là một trong những con SSD giá rẻ mình đánh giá rất là cao, bởi vì hiệu quả hiệu năng của nó rất là tốt mà cái độ bền của nó cũng rất là ổn định trong tầm giá. Bởi vì anh em xem rất nhiều video của mình về build PC ấy, là anh em có thể thấy là con NV1 được mình chọn rất nhiều đó. Nguồn thì mình vẫn sẽ chọn nguồn 650 thôi, bởi vì về cơ bản cả hai hệ thống này nguồn 650 thôi, về cơ bản hai hệ thống này nó sẽ không ăn quá là nhiều điện. 650 là đã có thể đáp ứng rất là tốt cho anh em rồi. Vỏ cây MATIC thôi, main chúng ta cũng là main MATIC mà, chúng ta sẽ chọn một cái cây giống như lúc nãy. Tản nhiệt giống luôn đi, bởi vì khả năng ăn điện của hai con này, thực ra là con 5800X ăn ít điện hơn một tí so với là con 12600K, thì chọn hai con tản khí giống nhau thì cũng được, hoặc là mình có thể thậm chí là chọn một con tản nhiệt nó rẻ hơn một tí cũng không sao. Lúc nãy là con ID Cooling không RGB rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta chọn có RGB đi, bởi vì giá nó cũng gần gần tương đương nhau mà. Đó. Tiếp theo thì xong rồi. Đấy thì anh em sẽ thấy đấy chính là mức giá của chúng ta, nếu mà chưa được giảm giá thì nó sẽ là vào khoảng là 26.500.000, và giảm đi 2.600.000 thì nó sẽ còn vào đâu đó vào khoảng là 24.000.000. Có nghĩa là sẽ tương đương với cấu hình bên này. Cấu hình bên này là khoảng 24.000.000, cấu hình bên này cũng là 24.000.000. Thì anh em sẽ cân nhắc ở đây đấy chính là với cấu hình mà Intel Core 5 12600KF thì nó được cái là CPU thế hệ mới. Đấy, mua về thì anh em sẽ không bị sợ đấy chính là kiểu tụt hậu hay là các thứ. Đấy, nhưng mà nó vẫn rất là mạnh và đáp ứng tốt nhu cầu cho các bạn sinh viên chơi game các thứ, ok, thoải mái. Cấu hình 5800X thì anh em sẽ được một cái đấy chính là nghe Ryzen 7, anh em kiểu sang mồm hơn anh em. Nghe Ryzen 7 thì nó sang mồm hơn, nhưng mà thực chất về cơ bản á thì hiệu năng của em Ryzen 7 5800X nó sẽ tương đương với cả em Intel Core 5 12600K. 12600KF đó, thì cái này tùy anh em thôi, anh em thích đội đỏ hay là anh em thích đội xanh thì tùy anh em cân nhắc, thì cả hai cấu hình nó sẽ đều vào khoảng là 24.000.000 và nó đáp ứng dư sức, đáp ứng cho anh em sinh viên. Đấy, và thậm chí là nếu mà anh em có giảm xuống kiểu Ryzen 5 hay là i5-12400F thì nó vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu cho anh em. Nhưng mà nếu mà như này thì sau này anh em sẽ đỡ mất công phải nâng cấp hơn, anh em đi làm thêm, anh em kiểu đi chụp kỷ yếu, đi quay kỷ yếu, hay là đi quay mấy cái kiểu đi quay ngoài, quay freelancer, thì anh em vẫn có một cấu hình máy tính đủ mạnh để đáp ứng cho nhu cầu làm thêm của anh em. Và anh em lại hái ra tiền, anh em lại nâng cấp tiếp. Đấy, thì mình lại có cơ hội để tư vấn cho anh em tiếp. Ok, và không biết ý kiến của anh em như nào thì hãy comment phía dưới nhá. Đừng quên like, share và subscribe để Realtek. Anh em hãy comment những cấu hình hay là những cái ý kiến của anh em về hai cấu hình này ở ngay dưới phần comment, chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận với nhau. Bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.